cổ hương xưa. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Mỹ Vị 24. Và ngày hôm nay Kyle York rất là vui được đồng hành với một đầu bếp có 30 năm trong nghề, đó chính là anh Nguyễn Lê Cương. Và không biết hôm nay là anh Cương có một cái món nào đó đặc biệt cho những khán giả đang theo dõi. Xin chào Kyle York, xin chào quý khán giả. Hôm nay mình sẽ đưa Kyle York đi đến một cái vùng đất rất là nổi tiếng là Hàn Quốc. À, Hàn Quốc, Kyle có đến rồi. Kyle biết Hàn Quốc nó có những cái gì? À, để suy nghĩ nè. Là có kim chi. Kim chi. Thịt nướng nè. Và đương nhiên là tất cả những cái gì liên quan tới đồ ăn là Kyle đều ưu tiên. Nhưng mà có một điều là Kyle cũng rất là thích, đó chính là thiếu nữ người Hàn Quốc mặc chiếc hanbok. Đúng không? Đúng. Và bên cạnh đó thì những cái thể loại âm nhạc rất là hay và nổi tiếng như là K-pop. Đó. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ đưa Kyle York đến một cái món ăn rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là bánh mì mè Hàn Quốc. Bánh mì mè Hàn Quốc, cái này nghe có vẻ lạ ha. Đúng rồi. Kyle chưa từng bao giờ ăn bánh mì mè Hàn Quốc, thì bây giờ chắc là mình phải xem một cái video clip ngắn để mà tìm hiểu thêm về món này ha. Bánh mì là một món ăn vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, vừa có thể dùng cho các bữa ăn, vừa là một món ăn vặt hay món điểm tâm vô cùng hấp dẫn. Từ công thức truyền thống, với tài năng và sự sáng tạo của mình, các đầu bếp trên thế giới đã tạo ra vô vàn các loại bánh mì vô cùng thơm ngon và độc đáo. Với một quốc gia có nền ẩm thực phong phú như Hàn Quốc, bánh mì cũng được biến tấu với rất nhiều phiên bản thú vị mới lạ và là một món ăn được mọi lứa tuổi ưa chuộng. Nói chung là Kyle cảm thấy rất là căng thẳng, tại vì bánh mì mè Hàn Quốc là nghe nó lạ quá và Kyle không biết làm luôn. Kyle ơi, không có gì khó, đã có bột miso trộn sẵn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhào vô bếp và thực hiện món này nha. Nguyên liệu làm bánh mì mè Hàn Quốc gồm có bột bánh mì mè Hàn Quốc miso hương xưa 200g, cho thêm nước 70g, bơ lỏng 40g, trứng gà 70g hoặc một trứng lớn, mè đen 15g. Cách làm: cho bột bánh mì mè Hàn Quốc, nước, trứng, bơ lỏng và mè đen vào tô. Sử dụng máy đánh trứng và cày khuấy xoắn ốc trộn đều ở tốc độ thấp 2 đến 3 phút. Tốc độ cao 4 đến 5 phút, cho đến khi thấy hỗn hợp đồng nhất và dẻo. Cho hỗn hợp vừa đánh xong vào bao tam giác. Và tạo hình tròn trên khay đã được lót giấy nến. Trọng lượng bánh khoảng 20 đến 30 gram tùy sở thích. Nướng bánh ở nhiệt độ dưới 170 đến 175 độ C trong 20 đến 25 phút. Trong 15 phút đầu của thời gian nướng bánh, phun nước lên bề mặt của bánh 3 lần, khoảng 5 phút một lần. Thời gian và nhiệt độ nướng có thể gia giảm tùy theo trọng lượng của bánh. Bánh của chúng ta đã xong rồi, là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức. Thu thật, Kyle chưa từng bao giờ ăn nên Kyle cũng đang rất là thắc mắc là cái vị nó sẽ như thế nào. Riêng cái bánh mì mè Hàn Quốc này á, thì cái ở bên ngoài nó rất là giòn,
ở bên trong thì nó có độ dai nhẹ và nó thơm mùi mè, mùi bơ, ngọt nhẹ, rất là ngon. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ăn thử. Các em thấy không? Cái mùi mè nó làm đặc trưng của Hàn Quốc, nó làm cho cái bánh của mình rất là thơm. Các em thấy đúng là ăn vô là thấy ngon liền, tại vì thật ra là có cái độ dai nó rất là dễ chịu và ngọt thơm. Nó ngọt nhẹ, nó thơm cái mùi mè, đúng không? Trong suốt quá trình làm chương trình Mỹ vị 24, chúng ta đã đến rất là nhiều những quốc gia khác nhau với những loại bánh cực kỳ ngon, ngọt, thơm, và đặc biệt hơn nữa là mình có thể đem những cái sản phẩm đó về Việt Nam và làm trong chính cái ngôi bếp của mình. Cảm ơn anh Cương đã đồng hành cùng chương trình. Nói chung là được chia sẻ cái bếp này với anh Cương thì Kyle cũng học hỏi được rất là nhiều thứ. Và xin cảm ơn nhãn hàng Bột Trồng Sản Nico Hương Xưa đã cùng đồng hành với Mỹ Vị 24. Hy vọng mình sẽ còn gặp lại quý vị khán giả trong những cái tập tiếp theo, thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên Today TV. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.